Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trong chuồng đảng, đồng chí nọ bóp đồng chí kia, đồng chí oan vùng vẫy thoát thân. Trải qua nhiều thế hệ, trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chiến nhau một cách tàn khốc. Vì quyền lợi và về quyền lực, vì quyền lợi vì miếng ăn, đồng chí này cũng triệt hạ đồng chí kia không thương tiếc. Theo như được thông tin được biết, trong đảng không hề có sự công bằng. Kẻ bất tài nhưng giỏi nịnh hót luôn có cơ hội để mà leo cao. Còn người ngay thẳng, chính trực thì không có đất sống. Thậm chí trong những kẻ nịnh hót ấy cũng không công bằng. Kẻ nào nịnh hót giỏi hơn thì được sủng ái hơn. Cũng là phạm trọng tội nhưng đồng chí thì vào tù, người khác thì nhởn nhơ. Trong môi trường đa đảng, người ta sẽ cạnh tranh nhau một cách công bằng hơn. Người giỏi được trọng dụng, kẻ nịnh không có đất sống. Cho nên, trong một chính quyền đa đảng, người ta hạn chế việc chèn ép lẫn nhau, triệt hạ lẫn nhau. Nếu ai ra tay triệt hạ người khác, sẽ có pháp luật trừng trị. Nếu quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có được chút hiểu biết, họ sẽ không bị hàm oan bởi đồng chí của mình. Như trong sân chơi độc đảng. Tuy nhiên, ở hầu hết các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam đều bị ngộ độc học thuyết Marx Lenin, nên họ không nhận ra điều này. Ở thượng tầng, gần như không ai đủ lực để mà ngăn cản bàn tay tàn sát đồng chí của ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng kẻ thì bị tống vào tù như Liên Gia Thăng, còn kẻ thì nhởn nhơ như không lo chuyện gì xảy ra, cho dù là ông Tô Lâm từng dính vào các thương vụ mobile phone, mua AVG, đình đám một thời, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hay nói đâu xa, cũng là ủy viên Bộ Chính trị, cũng phạm tội vô cùng nghiêm trọng, nhưng số phận của Đinh La Thăng và Lê Thanh Hải hoàn toàn khác nhau. Sự khác nhau về số phận đấy là do cách chọn phe cánh khác nhau. Đồng chí nào ở phe mạnh thì bình an và thậm chí có quyền chèn ép đồng chí khác. Đó là luật chơi theo đúng nghĩa rừng rú, vì nó là luật chơi của kẻ mạnh chứ không phải luật chơi của công lý và lẽ phải. Chuyện đồng chí này bóp cổ đồng chí kia là không hề hiếm trong đảng. Có người ví von rằng Đảng Cộng sản như là một cái lồng, nó nhốt các đồng chí trong một chuồng. Và đồng chí nào mang đầu óc hận thù, ghen ghét, thích chà đạp người khác, đó là những đầu óc độc hại, bị nhiễm từ một chủ thuyết độc hại. Trong cái chuồng này, tuy các đồng chí hô khẩu hiệu đoàn kết, đại đoàn kết, nhưng đó chỉ là những lời sáo rỗng. Thực chất trong cái chuồng đảng này, các đồng chí chia làm nhiều phe phái lớn nhỏ, trải dài từ trung ương cho đến địa phương xa xôi nhất. Trong cái chuồng này, đồng chí mạnh sẽ bóp cổ đồng chí yếu. Nói chung là một màn đấu giá nhau loạn xạ. Vào ngày 17 tháng 5, báo Thanh Tra có bài viết xin nghỉ hưu sớm, ra khỏi ngành để đòi công lý. Bài báo nói rằng vì quá bức xúc, tuyệt vọng với hành vi ngang ngược, bất chấp pháp luật và tình người của lãnh đạo quận Bình Tân, mới đây hai người con trai cụ Nguyễn Văn Nhờ đã xin thôi việc để đòi công lý cho bản thân và gia đình. Được biết, vụ việc liên quan đến 8 hộ dân tại tổ 1, phường An Lạc, A, quận Bình Tân. Của một đại gia đình đang sinh sống ổn định 46 năm, bỗng dưng bị Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân ngăn chặn giao dịch và thu hồi 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thấy bị đồng chí ép oan, hai người con trai cụ Nhờ, một người là trưởng phòng văn hóa quận Bình Tân và một người là thiếu tá công an thành phố Hồ Chí Minh đã xin thôi việc, xin ra khỏi ngành để truy đến cùng những tất khuất ngang ngược của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân trong việc vô cớ ngăn chặn và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình họ. Đoàn kết trong đảng chỉ là một khẩu hiệu sáo rỗng. Câu chuyện Thủ Thiêm là câu chuyện quan cướp nhà dân, còn câu chuyện này là câu chuyện quan lớn cướp của quan bé. Chế độ này từ lâu nó đã không công bằng, không những không công bằng giữa quan với dân mà còn không công bằng giữa các quan với nhau. Thành phần người Cộng sản bị o ép nhiều hơn thành phần được ưu tiên, đó là sự thật. Bởi quyền lợi lớn thì chỉ có ít lấy giành lấy được. Lẽ ra số đông người Cộng sản bị o ép cần đứng dậy chống lại số ít lãnh đạo Đảng Cộng sản để đòi quyền lợi cho chính mình, thì họ lại chấp nhận bị cai trị. Chỉ một số rất ít dám làm như hai anh em con nhà cụ Nhờ kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Trong chuồng đảng, đồng chí nọ bóp đồng chí kia, đồng chí oan vùng vẫy thoát thần. Lê Thanh Hải tội như núi nhưng vẫn được đảng vinh danh. Dù cho những sai phạm ở Thủ Thiêm đã chỉ ra rằng
chính ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là thủ phạm gây ra nỗi oan ức ngất trời này. Nhưng cho đến nay, ông ta vẫn bình chân như vậy. Từ năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng 5 lần 7 lượt muốn tống ông Lê Thanh Hải vào lò. Tuy nhiên, ông Trọng dường như bất lực và ông Lê Thanh Hải vẫn ung dung. Vào ngày 19 tháng 5, đúng ngày sinh ông Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho ông Lê Thanh Hải và một số người khác. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam trao huy hiệu tuổi Đảng cho Lê Thanh Hải thay vì bắt ông này vào lò chẳng khác nào là cái tát vào mặt người dân oan. Đảng vinh danh ông Lê Thanh Hải. Không biết trong 55 năm là đảng viên Đảng Cộng sản, ông Lê Thanh Hải đã cống hiến được những gì? Ông Lê Thanh Hải xây dựng hay phá hoại đảng đây? Đảng Cộng sản hay hô hào nhà nước của họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân? Vậy thì một khi quan chức là nhân vật hại dân thì đấy có phải tội đồ chứ sao lại vinh danh kia chứ? Vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, khi đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban, đã đưa ra kết luận như thế. Khi đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã kỷ luật luôn cả Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng ủy Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Kết luận nêu ra, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam chỉ dám kỷ luật suông chứ không dám mạnh tay với Lê Thanh Hải. Sau kỳ họp này, nhiều nhà quan sát cho rằng sẽ có một cuộc bắt bớ động trời với ông cựu Bí thư Thành ủy này. Tuy nhiên, đến hết nhiệm kỳ Đại hội 12 rồi sang nhiệm kỳ 13, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể làm gì được ông Hải. Theo như thông tin được biết, sau khi kỷ luật ông Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Phú Trọng đã gặp phải thế lực ngầm ngăn cản. Được biết, ông Lê Thanh Hải có mối quan hệ rất phức tạp với giới chính trị tại Trung Quốc và giới đại gia gốc Hòa Chợ Lớn. Những doanh nhân này có mối làm ăn phức tạp ở phía Trung Quốc, đó là bà Trương Mỹ Lan. Đã có thông tin cho rằng bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người làm giàu do được ông Hải bảo kê trong nhiều năm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đổi lại, bà trả lương cho cả Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mỗi người 10.000 đô mỗi tháng để nuôi một ekip chính trị đầy quyền lực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng ông Lê Thanh Hải khi còn là bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh còn có quan hệ với Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an của Trung Quốc. Ông Lê Thanh Hải nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Ở chế độ mà một giáo viên chi sai có 45 triệu đồng thì bị bắt nhốt và kết án 5 năm tù. Trong khi mà ông cựu quan chức, từng là Ủy viên Bộ Chính trị đã ra quyết định cướp đất để hàng trăm hộ gia đình trở thành vô gia cư thì vẫn ung dung tự tại. Dân mất đất kêu oan suốt hơn 20 năm vẫn chưa tìm được công lý. Chịu không nổi bất công, có người đã quá ức mà treo cổ tự tử. Vậy mà kẻ gây ra nỗi oan ấy không những không bị xử lý mà còn được vinh danh. Vậy thì cái gọi là nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa này đã là cái gì đây? Nó được sinh ra là để bảo vệ dân hay bảo vệ quyền lực? Câu trả lời dành cho ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lê Thanh Hải tội như núi nhưng vẫn được Đảng vinh danh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.